À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Sugan 2. Mình là Totan Wa Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái chiến dịch của gia tộc Otomo, những đứa con của Thiên Chúa. Ở tập trước ấy thì mình đã tiếp tục cái chính sách diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ, và đồng thời mình chiếm đóng một loạt các cái tỉnh với tốc độ có thể nói là thần tốc. Khi mình kiểm soát được đến 8 tỉnh chỉ trong vòng có 2, 1, chưa đầy 2 năm. Đó là một cái tốc độ kiểm soát cực nhanh và đồng thời mình trị an được luôn rồi. Đó, những cái tỉnh này thì bây giờ êm rồi. Và kế hoạch của mình bây giờ là mình sẽ đưa quân nó lên các cái vùng mà phía trên trên này một xíu xíu. Đây. Đấy. Và thằng này thì mình thấy là cái cánh quân phương Bắc của mình nó tiến rất nhanh. Bây giờ thì nó đã tiến đến áp sát với lãnh thổ thằng Đa Tê rồi. Và nó đã thấy mình thấy nó cử một quân đoàn ở đây, chắc nó định spam mình chỗ này. Ờ, nhưng không sao, mình ăn được. Niigata Samurai này, tấn công cận chiến cộng 18, mày. Còn cánh quân phía Nam thì có vẻ hơi chậm, phía dưới này hơi chậm. Cánh quân trung tâm thì cũng tương đối, đánh đến đây rồi. Đánh đến đây rồi. Có lẽ mình để ổn định trị an một vài lượt nữa. Khu này thì nó êm nhỉ, cho có lẽ là một thằng Mesuke xuống đây. Chị ăn nhanh cái vùng dưới này. Xem chị ăn nó cộng 3. Để rút lốt một thằng nữa ra xem có êm được không. À vẫn êm. Cho nốt xuống đây đã. Tỉnh này cộng 2. Chưa được. Không sao. Tỉnh này lượt sau là êm. Đây chúng ta đang xây nhà thờ và nhà liên gia đây rồi. Cứ xây hai công trình này là êm hết, giữ chữ an các thứ là êm các bạn ạ. Và đây nó là những cái công trình. Cái lượt này thì có lẽ chẳng còn việc gì để làm nữa, nên là có lẽ mình sẽ qua lượt đấy. Đúng rồi, không có việc gì để làm cả. Hải quân của mình thì vẫn đảm bảo cho lực lượng tư lệnh lục quân, tư lệnh hải quân của chúng ta vẫn đảm bảo với các tướng lục quân rằng chúng ta sẽ ngăn chặn tất cả các cuộc tấn công của đối phương vào lãnh thổ của mình trên đường biển, và không có một cuộc tấn công đổ bộ nào được phép tiến hành ở khu vực này cả. Rồi mình xem đảo qua tình hình gia tộc. Bang gia tộc của chúng ta thì tuyệt vời luôn, chỉ số thì cũng rất là trên trời. Và nói chung thì trung thành của các tướng đều ở cái mức cực cao như thế này thì 56 chấm như thế này thì thoải mái các bạn. Và đấy, 6 chấm này. Mà không có vấn đề thì phải lo lắng, là trung thành rất cao như này thì nó không phản loạn được. Và qua lượt đã. Ăn rồi. Hay quá cơ, công thành của anh à. Mày có mấy thằng samurai mà mày dám láo thế. Mày được mấy thằng samurai mà kinh thế. Khổ báo. Ai da, cái thành này thì thành cấp thấp mà mình chưa nâng cấp lên được. Nhưng mà thấp thì cũng chẳng có vấn đề gì phải lo. Thành của mình hơi củi. Chưa biết quân nó sẽ bố trí như nào, nhưng mà mình nghĩ thì đầu tiên mình cứ dàn ra đây đã để mình bố trí quân cho nó dễ nào. Những cái góc như thế này thì có lẽ để mấy thằng liên gia đứng là đứng hay nhất. Bất kể là như thế nào thì cứ cho mấy thằng liên gia đứng ở bốn góc. Bọn này chuyên lém lựu đạn. Ôi, ở đây có bức tượng Phật. Rồi. À, đối với các cái tròi canh này thì cho mấy thằng phá phản lực đứng là đẹp nhất. Rồi. Cái tròi phía sau này mình e là chắc cũng không có nhiều thằng bắn. Không nhiều thằng bắn leo vào. Có khả năng mình cho cái còi tròi này có hai đạo đúng luôn. Rồi,
cái chòi ở phía sau lưng này thì chắc là ít hơn. Đấy là mình đoán thôi chứ cũng không chắc đâu. Nhưng có khi là nó lại nhiều quân hơn thì sao? Chúng ta cũng chỉ có 3 đơn vị thôi, chả bố trí đâu nhiều. Rồi, ninja đã xong rồi thì bây giờ sẽ đến cung thủ à? Một đạo, hai đạo. Ô, bị ba đạo. Bốn đạo. Năm đạo. Vẫn thừa. Sáu đạo. Rồi. Nói chung là cung thủ chúng ta sẽ đứng vòng quanh. Rồi. Dưới chân tường thì mình bố trí mỗi cơ hướng có một đội à. Ô. Đây nhỉ. Yeah. Rồi. Thằng nào thích vào cứ việc. Bị binh thì có thể là mình sẽ cứ để ở nhà đó. Chỗ nào mà thấy gấp gấp thì mình cho nó xuống. Chỗ nào thấy nó đánh nhau to thì mình cho xuống. Rồi, cổng này nữa. Rồi. Phòng ngự. Rồi, tướng và bị binh thì cứ đứng trong nhà. Nhất là tướng, không nên chạy lông nhông ở ngoài chết đấy. Rồi, để xem có địch nó triển khai như nào. Ôi giời ơi, mình triển khai rất nhiều hướng trong khi nó thì... À, nó đánh ở hướng này là chính nhỉ. Hướng này thì mình lại không có phá phản lực ở đây. Không phá phản lực thì cũng không ra đây được. Ra đây mà, hai thằng đứng ở đây. Để xem là nó leo kiểu gì. Đây, đứng ngay được vào. Lập luôn đội mới ở đây, cho chắc cờ. Cổng này không có ai. Nó sao đây còn một đội cung tên này. Vào đây. Rồi, phía bên này nó ít quân này, chắc chỉ cần một đội Niigata Samurai thôi, còn đội còn lại này. Mình nghĩ là cho lốt ra đây rồi. Our hidden units have been discovered, my lord. Đó, quân địch bắt đầu tràn lên rồi, cung thủ đó bắn. Mình e là bọn này nó không lên nổi. Và tầm gần là sẽ bị dính đạn của ninja bây giờ. Bát dài à? Có thủ. Rồi. Vào nơi là chết thôi mà. Rồi. Không thể tấn công vào cánh được. Tấn công vào cánh ăn ninja nó ném lựu đạn nó chết ngay. Gọi vào đây. Để nó không mấy thằng ninja nó ném lựu đạn ghê lắm. Rồi. Oh. À, mấy ông ninja quá. Không mấy ông ninja ném đạn khói thôi. Nên đạn lổ nó chết mất Niigata Samurai này. Rồi, cổng bên này thì chắc là chúng nó nát luôn. Không vào được đâu.
vào chết ngay. Đuổi đi ra nó lén đạn phói chứ. Ôi ô, vãi cả ninja. Cung thủ nó đây này. Ô mình quên mất không điều khiển mấy đơn vị quân này. Binh rồi đi lùa, lùa cũng tên nó chứ. Mấy thằng ninja này thôi không lén lựu đạn nữa. Thôi đây, đánh nhau đây. Đi đâu đấy cu? Ra đây đánh nhau đi chứ. Vài cho được cái binh lùa, lùa lùa lùa, không để nó bắn tên nữa. Lùa chết mấy thằng cung thủ nó đi. Để cho nó bắn tào lao chết con mình đi quá. Xông vào. Xông vào. Mình nghĩ là chết nhiều là do mấy thằng ninja nó lén lựu đạn hơn là quân mình. Bên này thì xong rồi. Nói chung trận này nó easy, kể ra mình chưa có tường thành cấp 2 nên là mình rồi. Lại Convantry. Rồi. Nói chung trận này nó khá là cũng đơn giản thôi nên là mình đánh bình thường. Kể ra thì tắt bố mấy thằng ninja cho nó xuống, nó đánh tận chiến luôn, còn đến trên nguyên mấy thằng cung thủ cũng được. Rồi nhưng dù sao thì chúng ta cũng giành chiến thắng và cũng chả để mất đơn vị quân nào cả. Thương vong một xíu bình thường. Chiến tranh thì nó phải có thương vong. Rồi, mình đã tiêu diệt hoàn toàn quân đội của đối phương. Chết tại chỗ luôn, không phải nghĩ, không phải đuổi. Rồi, chúng ta được giảm 25% phí chiêu mộ kỵ binh, đó tốt. Bây giờ mình có chiêu mộ gì nữa đâu. Thằng này à, vừa đánh thành của mình à? Ôi, thành của mình. Lại sửa mất mấy lượt, 3 lượt nó mới ổn. Cái vùng này mua 6 chiếc à? Cho nó lên cái cảng trên này. Rồi cái này cho nó vào cái cảng cuối cùng. Xem nào, hướng này à, xây nhà ninja, xây nhà thờ đây đã. Vùng này cũng thế, ninja nhà thờ cộng 1. Tỉnh này cộng 4. Cộng 4 thì rút được Masuke ra đây được à? Cộng 2. Cộng 2 thì rút tiếp hai thằng phá phản lực ra đây. Vẫn chưa được. Tỉnh này thì chắc êm rồi. Cộng 4 luôn. Cho vào đây. Thần của mình sẽ bảo vệ bạn. Thần của mình sẽ bảo vệ bạn. Trừ 2. Thần của mình sẽ bảo vệ bạn. Nhưng mà một lượt thì nó cũng chưa nổi loạn nữa đâu. Mình sợ. Cho quân tiến ra đây đã. Các cái tỉnh này của nó thì nói chung là mình đã xử lý xong hầu hết rồi. Đây là thần của thần.
Nó còn quân đoàn đóng đây này. Trận chiến cuối cùng. Có tướng không cô? Giết nốt một thằng tướng. Nó còn duy nhất Daimo. Daimo. Con đoàn này vẫn bị thương một xíu à? Không sao. Ăn được. Cộng không. Chưa rút đi được. Mà liên gia thì đi được. Liên gia cho lên đây. Liên gia nó không tăng trị an. Liên gia nó không có tác dụng gì trong các vấn đề trị an cả. Cộng 3. Rút ra xem là vẫn ổn này. Vào đây đã. Tỉnh này chưa ổn tí nào luôn. Tỉnh này cộng 10 chắc phải xây mấy công trình này xong thì mới êm được. Đây còn thằng nữa này. Vào đây đã. À, tỉnh này rút đi phát là mất chị An. Thôi rồi. Chúng ta cứ luân chuyển cán bộ lên thế là ổn rồi. Tình hình ở đây sao? Cộng 5, rút quân đi rồi. Tỉnh này, cộng 2. Rồi. Ổn. Nghĩ thằng Max Nock này đấy nhau. Hai lượt, một lượt nữa mới xây xong. Và rồi cũng không vội vàng gì cả. À, mày có quân ở đây à? Số phá hoại doanh trại cái đó kinh hồn luôn. Quân đoàn phía bắc của nó bị ăn đòn. Mình chờ thêm bọn kia đó lên phát thì mình sẽ cho quân đoàn này tiến tiếp. Tiến vào đây. Đánh thẳng vào đây nhỉ. Thành ở trên này thì tiếp tận đâu. Chỗ nào đây à? Hoa gói cái tiêu diệt được cái thành này đã rồi tính. Nhiệm vụ của chúng ta cũng khá là nhàn. Tiền hết rồi. Bây giờ thì phải lo ổn định chị An đã. Hết tiền rồi. Mày. Trên đất của nó bây giờ cũng đang có quân nổi loạn mà không phải là do mình tạo ra. Ôi lại có một thằng tướng nữa. Hỗn loạn dân cao. Đây à. Cho thêm anh này vào. Quá đẹp trai luôn. Cộng 6 luôn. Đây con hổ sứ cai này ở chỗ này đây đúng không? Bây giờ các lực lượng gián điệp của mình có thể nói là tiến quá là thần tốc. Quân địch bây giờ thực sự là nó không có nhiều quân nữa rồi. Mình sẽ giải quyết nhanh các cái tỉnh này. Các bạn thấy cái chính sách diễn biến hòa bình và bạo loạn lật đổ nó nguy hiểm. Quá nguy hiểm luôn. Đáng nhẽ phải cho. Thôi vào. Linh ra phải đi trước, nếu không là có gián điệp là ăn đòn. Ở đây nó có tướng à? Ám sát cho anh. Chắc mình đánh chiếm tỉnh này thì nó xuống, nó sẽ pem mình đúng không? Tỉnh này thì vẫn ok, nhưng mà rút quân thì chưa được. Quân dự bị vẫn phải đi theo, Linh ra đi theo đó. Cái thành này thì như nào nhỉ? À thành này thì có mấy thằng đứng gác đồn này nhưng mà cộng 8 mà quá lực dỡ rồi. Cho Metsuke đi đầu tiên. Chưa rút được. Thằng Metsuke nó tăng dãi vãi trưởng luôn đấy.
Chứ 4. Cho luôn mấy thằng này lên đấy nhỉ? À không. Như thế này. Chưa chị An được à? Trừ 2. Tỉnh này bị trừ mấy? Trừ 1. Trừ 1 cho một cái thằng lính nông dân thì sao? Ở đây. Wow. Tỉnh này êm rồi. Nhà Metsuke ở đây, nhà Linza nữa. Cộng 1, chờ xíu. Cộng 1 rút thằng tướng đi. À thằng Matsunok này trước này. Matsunok này quan trọng hơn. Tướng nó chạy nhanh hơn. Matsunok nó di chuyển chậm. Trừ 2. Thôi rồi, đứng thêm lượt nữa. Cộng 3. Sang đây là đẹp. Lượt sau cho vào đây là được. Rồi. Quá đẹp cho một đội hình. 3 đội Matsunok. Thêm đội kia nữa là 4. Đẹp rồi. Mình chỉ cần 2 thằng Matsunok cho một đội hình thôi. Nhiều quá không dùng được. À, ninja thần của nó này. Đấu phát cho nào. Ô, thầy tu. Thầy tu là khắc chế mà. Muốn trị ninja phải dùng Metsuke. Thầy tu thì không ăn thua. Là cái nhà thờ lên phát là êm. Cộng 11 à. Cộng 11 thì vẫn chưa ổn lắm. Để đợi quân đoàn này nó đến á. Yeah. Quân đoàn này rút ra phát ra. Trừ 4. Trừ 3. Vào đây đi. Không sao. Một lượt chưa nổi loạn được. Tướng này à. Otomo. Nhưng mà 73 tuổi rồi chắc sắp dẹo rồi. Đây cũng là một Otomo nữa. Vậy là có thể là nếu trường hợp ông tướng này chết thì sẽ có tướng ngay bên cạnh cũng thuộc gia tộc của chúng ta sẽ tiếp tục cắm quyền chỉ huy đạo quân đó. Đây ông này 73 tuổi đây. Ông này rất mạnh rồi. Già quá rồi nhưng chắc sắp dẹo rồi. Còn tướng này. Tướng này thì không phải của gia tộc chúng ta. Thực ra bây giờ vấn đề đó cũng không quan trọng đâu. Bởi vì quan trọng là chúng ta có trị an được hay không thôi mà. Rồi trận easy này thì chúng ta có auto thôi. Nó có quân cán gì đâu mà không phải đánh. Nhà Metsuke thì để lại. Còn các cái tỉnh này chúng ta sẽ xây nhà thờ. Mặc định rồi. Nhà thờ. Rồi. Xây nhà thờ để ổn định. Tỉnh này cộng 6. Cộng 6 thì mình phải rút Metsuke ra đây ạ. Cộng 3. Rút được thằng này không? Rút được thằng này không? Cộng 0. Sang đây cho anh. Chị An nhanh các cái vùng vừa chiếm đóng được. Bắt đầu. Điên gia của mình càn quét khắp nơi. Trời, nó có lính ném bom. Nó có lính ném bom. Thằng này có phải đai mua không?
tướng bình thường thôi, nhưng trung thành của nó cực cao. Đai mô của nó chắc đây à? À không, không có luôn. Rồi rồi, qua lượt, lượt này hết việc để làm rồi. Rồi, rồi. Rồi, bắt đầu cho quân sang đất của anh vào. Ấy, nhà của nó còn bị phá hoại. Hỗn loạn thế nào? Vào đây. They will continue to raid and take our goods and income for themselves. Em ngay gì đâu mà đâu, nó phá hoại danh dự nhà mình kìa. Một cuộc đấu giữa hai ninja của mình cấp thấp hơn nó, thấp hơn nhưng chắc gì đã thua. Nó ninja thần. Ôi giời. Ôi giời ơi. Ê, mình thấy mấy ông ninja này thế nào mà long ngóng thế. Ai chà. Chiêu này hay đấy. À, cho thuốc độc vào bát canh à. À, rượu, rượu, rượu. À, wow. Được cái nhà ninja của mình cấp thấp hơn mà phang chết cả ninja cấp xịn hơn kìa. Cũng được đấy, hộ báo. Đó lắm. Nó là dòng ám sát của mình cao kia mà. Lo gì. Rồi. Tiến nhanh. Rồi. Thành như thế này quá đơn giản để chúng ta giải quyết. Thằng này ngon thì vào đi. Quá. Xây nhà thờ. Nhà thờ và nhà ninja thôi. 51 tỉnh rồi. Tỉnh này, nhà ninja, nhà thờ, tỉnh này chị An chắc còn phải khá khá được. Thôi ông cha đạo này về đây đấy. Về đây. Bây giờ thì không kích loạn nữa, mà chị An cho anh. Đấy, đóng vào đây phát êm ngay. Bây giờ mình sẽ dụ thằng này nó vào thành để mình đánh một trận công thành cho anh em xem một trận công thành nó xuống. Nó không vào thành. Vào thành như để anh đánh mày trận công thành cái. Cộng 4. Lâu nhà lên ra lên. Cộng 4 có nghĩa là rút được toàn bộ đơn vị quân đi rồi. Đúng rồi. Tỉnh này thì cũng êm rồi. Cộng không. Tỉnh này à. Cộng không chưa rút được. Còn tỉnh này cộng một. Tiền từ thương mại. Thôi không cần, bây giờ chúng ta chỉ chủ yếu xây nhà ninja. Sửa chữa nhiều quá, mất tiền. Vào đây. Con đoàn này tiến lên. Ôi, trong này lắm. Nhiều mấy anh nông dân ghê nhỉ. À cũng được, vác mấy thằng nông dân sang bên này để nó trị an, tốt mà. Trừ 2. Thôi rồi. Để tiến quân đi nữa. Không đứng đây mất thời gian lắm.
Ninja đi giao thám trước cho anh. Sửa rồi. Các lực lượng điệp viên của chúng ta làm việc quá hiệu quả. Làm việc rất là... Ôi ôi, quân nói này. Nó không còn nhiều quân nữa đâu. Mày... Cố gắng mà dẹp loạn đi nhá. Thành này chúng ta sẽ không kích. Chúng ta sẽ đánh luôn. Chúng nó tan hoang rồi. Rồi, với ba thằng này đứng thì chị An tăng vù vù ngay. Không sợ. Đánh bên dưới này thì đây rồi. Ok. Rút ra được. Các điểm viên của mình bây giờ là cấp cao nên là cũng ớt này. Ok, chắc không rút được. Rút phát là chị An tụ. Chắc phải để vài lượt nữa. Còn cái tỉnh ở đây nữa. Ba cánh quân của mình theo ba hướng vẫn đang tiến rất ổn định. Cánh quân phía bắc tiến nhanh quá. Đó rồi. Qua lượt. Xem tình hình quân địch như nào. Ôi, rút lui chiến thuật à? À. Nó chạy vào thành rồi sao nhỉ? Nó đúng không nhỉ? Nó có đang phải lo chống quân nổi loạn. Quân nổi loạn này không phải do mình tạo ra nhá. Quân nổi loạn này là quân nổi loạn thông thường. Ô ô ô ô. Có dẹo thôi. À, hổ báo. Chết mẹ, nó có hai cái thuyền bo. Bâu thì không sợ này. Bâu, à, mày thích chết à? Cũng được. Được, 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 nó thích chết. Mấy cái thuyền này của mình đang bị hỏng nên là nó lợi dụng cơ hội đấy, nó vào để nó định khử. Đời đâu có như mơ. Mấy thuyền của mình đang bị hư hỏng. Hư hỏng mà anh vẫn bắn được. Ngon thì vào đấy. Bắn cho anh. Mấy cái thuyền Tây này thì nó di chuyển bao chậm. À, chúng mày có thể tiến nhanh hơn một xíu được. Nó tiến tới nơi rồi mà bây giờ mới có đứng ở đây để mà dàn dòng. Rồi đấy, ôi dồi ôi. Thằng này tiến ra đây. Tiến ra đây, thằng này quay tại chỗ. Ừ, xoay hướng pháo. Nó đang di chuyển, chúng ta phải xoay hướng pháo ra. Rồi. Rồi, tiếp tục đến thằng này. Xoay hướng này đi. Tiếp tục xoay. Xoay hướng pháo tiếp rồi. Ui, mấy cái thuyền bắn. Bắn tên này thì có cái gì mà phải sợ. Nó bắn tên lửa à? Tên lửa thì cũng không ghê lắm. Mình chỉ ghê mỗi thuyền là... Bắn lửa thì cũng không sợ lắm đâu mà. Chỉ sợ pháo thôi. Pháo nguy hiểm hơn. Ném bom ấy. Thuyền ném bom này. Còn thuyền ném lửa này thì cũng không sợ lắm. Ta có thể sửa được. Rồi, cứ sửa đây đã. Nó di chuyển khôn vãi nhỉ. Mày di chuyển khôn vãi. Our general is under threat, my lord. He's too important to lose. Sửa nhanh xem nào.
cháy mà sửa mãi xong. Nào bắn mãi cũng chết mấy cái thuyền của nó thế. Mình không có các đơn vị thuyền hộ tống nên là đánh hơi vất. Thuyền to này lúc nào phải có thuyền hộ tống, giống như cả các cái tàu sân bay thì phải có tàu khu trục để bảo vệ mà. Có cần phải có các tàu khu trục để yểm trợ. Rồi. Không sợ. Thuyền chúng ta vẫn đang sửa tốt, không vấn đề gì. Cháy có một tí ở mũi thôi. Ồ, bắn lửa mà lại cháy to hơn này. Mày nhiễu lắm đây nhỉ. Bắn con thuyền này trước này. Nó thích ném bom này. Bắn trước đi. Nó thích bắn tên lửa này. Thuyền Sengoku này thì không sợ. Thuyền bow này nó bắn tên lửa. Thuyền thì anh bắn cho nát mươn ra thế này rồi. Thích chết ạ. À? Công sửa cũng rồi. Không phải lúc nào có tên lửa đâu mà. Vào tầm gần này thì bị Mad Snuff nó bắn nhau. Nó cũng khôn phết đâu, chạy vào gần. Rồi giờ thì sao? Úi dồi ôi. Thế mà vẫn chưa vỡ thuyền này. Lại bắn tên lửa vào đít của mình. Kinh nhỉ. Úi dồi ôi. Cháy mất ít, ít thiên quá. Ui ôi, găm đầy mông. Tên găm đầy mông. Xoay lòng pháo nào. Bắn pháo trực diện vào mặt nó cho anh. Ui. Quả đấy mà không chìm à. Thôi bọn Mad Snuff đâu bắn đấy. Đúng rồi, Mad Snuff cũng bắn rồi. Mad Snuff ở trên thuyền nó bắn rồi. Ấy, mấy thằng Mad Snuff nó bắn. Cái thuyền này sửa lâu ghê nhỉ. Còn cháy ở tí ở mũi mà lâu ấy. Thuyền Tây nó rất chậm nên cần phải có các thuyền hộ tống theo. Rồi chúng ta bắt được cái thuyền của nó. Cũng tốt, cho thêm một cái thuyền đấy nó bảo vệ. Nhưng mà cái hạm này có vẻ nguy hiểm quá nhỉ. Bây giờ mình phải rút nó về sửa chữa chứ không để đây hỏng mất. Chúng ta sẽ nghiên cứu công nghệ nhánh này đi. Mắc có thể tuyển được hero katana samurai và lính kiếm và lính thương này. Bầu tăng tốc độ bắn cho các công thủ à? Có cần thiết không? À đây rồi. Nó chui vào thành rồi. Mình đang chờ mỗi trận nó chui vào thành để mình đánh.
cộng với quân gác thành của nó nữa, đâu phết đấy. Trận chiến cuối cùng với thằng này đúng không nhỉ? Đúng rồi, nó còn một thành nữa mà. Thằng này còn một thành thì trên đảo, thằng này thì còn bốn thành. Bốn thành nhưng mà thành của nó là bị nổi loạn khắp nơi nhá. Cái chỗ này có bọn nổi loạn nhưng mà không phải do mình gây ra. Tại sao thì mình cũng không biết. Tại sao thì mình không biết, chứ cái thành đấy chắc chắn là mình chưa gây loạn mà tự nó loạn à. Thằng tướng này khử. Ui dồi, cứ giết tướng nữa. Cố chị An nhé em nhé. Rồi tỉnh này rồi. Easy nhưng mà trò đùa. Không có quân đồ chú luôn. Mãi trưởng. Không có quân đồ chú thì khác gì dâng cho anh. Nhà lên ra. Êm rồi. Tỉnh này êm chưa? Cộng 4. Cho Matsuke đi trước. Lượt sau là êm. Tỉnh này cũng vậy. Cho thằng này ra đây. Cộng 4 luôn. Quá cao. Cộng 2. Cộng 4 thì rút tất xuống đây. Cũng có nhà liên gia, nhà Matsuke là êm hết. Tỉnh này thế nào? Cộng 5. Có 3 đội súng. Cho tôi chuyển ra đây lốt. Rồi. Tỉnh này. Thằng này tỉnh này êm thế nhỉ? Cộng 3. Chưa rút được. Có nhà thờ, xây nhà thiên gia. Trừ mấy? Trừ 5 à? Cộng 3. Cộng 2, Kami no Hokago. Ikai. Trừ 2. Trừ 2. Miễn thuế cho nó phát là xong. Tuần sau là ổn. Thằng này thích láo ấy. Mày thích láo rồi. Tuần sau sẽ đánh vào tỉnh này. Xui. Quân của mình cũng phút rồi. Thành này thành cấp to này. Đánh này lại vất rồi. Mấy cái tỉnh này nó loạn vì sao nhỉ? Mình chưa hiểu. Cho tạm anh thầy tu này về đây đã. Có trận trị an mấy tỉnh ở dưới này. Chưa được, chưa rút ra được. Chắc là rút được rồi. Lượt sau rút thêm hai thằng ấy nữa là ổn. Cái trên này à. Nó còn cái cảng biển nào đây à? Nói chung thì hải quân của nó gần như nát rồi, còn đâu mình cũng chả cần phải đuổi đánh nhiều. Nó không có quân, nó không còn quân nữa. Phong tỏa nốt cái cảng này nào, có vẻ như là nó hết quân nhỉ. Nó còn phải lo bảo vệ đất nước không xong. Chỉ là mình tiến hơi nhanh thôi.
ba chiến thuyền thì là thoải mái rồi. Ở đây cho mỗi một chiếc đi một hướng để trường hợp chúng nó có cái bọn đi vòng vòng nó trốn qua cái đường của mình thì nó không qua được. Rồi với 13.000 này thì chúng ta vẫn đủ tiền để có thể xây dựng các công trình chúng ta chiếm đóng được. Thôi, qua lượt. Ơ chết. Đấy nhé, mình phải công thành thì mình quên mất nhỉ. Thôi rút ra để mình đánh một trận công thành đã. Lượt sau mình sẽ đánh. Mình không thấy thuyền của nó có chở quân, nên là mình không sợ. Matsuke tăng hạng. Khôn ngoan thì giám sát thao. Nhưng mà hình như lúc nãy bị mùa đông, quân đoàn lại bị chết mất ít quân rồi. Đến đây phát rồi. Tôi đã hồi mất cân. Phí quá mà làm mất lượt của mình. Mà nhẽ mình đã chiếm xong cái tỉnh rồi. Nào. Ây da, à đây. Rất nhiều anh em hỏi mình là anh ơi, thế bây giờ những cái tỉnh mà nó có lực lượng quân đồn trú đông như thế này, đây nó bằng mình đúng không? 20 đơn vị quân này cộng với rất nhiều cung thủ. Trận này có thể bạn nhìn đến sẽ là 1, 2, 3, 6, 7, 8 cung thủ. Lại có cả hero nữa. Thì chúng ta công thành kiểu gì? Những tường thành cao như thế này chúng ta công kiểu gì? Công thì rất là khó đấy, bởi vì là các bạn biết rồi, công những cái thành như thế này thì... công những cái thành như này là rất khó. Ủa? Chưa tăng chị An được tỉnh này. Vẫn cậu không à? Chắc được sau mới êm được. Được sau là có nhà Linh Gia đúng không? Rồi. Thì đây mình chia sẻ với các bạn một trong những cái kinh nghiệm để đánh những trận đánh công thành mà với những cái tường thành nó khá là cao. Trong đội hình của các bạn nên nhớ là chúng ta có thằng Linh Gia. Linh Gia nó rất hữu dụng, nó có cực kỳ đa năng. Thứ nhất nha, nó có thể lén bom khói để làm choáng đối phương, mù đối phương, khiến đối phương mất phương hướng không thể tấn công được các bạn. Thứ hai, nó lại có chế độ ẩn nấp, nó có thể áp sát mục tiêu mà không bị phát hiện. Cái thứ ba, nó một cái điểm rất mạnh của Linh Gia đó là khả năng leo trèo, nó có thể trèo ở bức tường cao đến mấy, rất cao, tường cấp 5 nó sẽ trèo từ bậc thấp nhất lên tận bậc tường thành cuối cùng mà không hề mất một thằng quân nào cả. Điểm yếu duy nhất của Linh Gia là gì? Đó là giáp thấp và số lượng hơi ít. Để cải thiện vấn đề đấy thì các bạn giáp thấp thì các bạn nên xây nhà Linh Gia ở cái vùng mà có lò rèn để nó có cái giáp vàng. Và đây sẽ là một trận đánh đầu tiên mà mình sẽ đánh theo đúng như vừa nói với các bạn. Và Matsnok đứng ở đây trước để chuẩn bị tấn công. Các đơn vị cung thủ tiến luôn. Sẵn sàng. Thêm một điểm nữa là Linh Gia nó có thể triển khai được ở đây, ở cái vùng màu trắng trắng này. Chỉ duy nhất Linh Gia nó mới triển khai được không? Không có đơn vị nào triển khai được ở cái vùng màu trắng này cả. Đấy, nó là thuộc dạng lính phục kích mà. Hình như mấy thằng ném bom cũng được nhưng mà mình không chưa thử. Mấy thằng ném bom về đầu. Nhưng mà mấy cái đơn vị đấy thì mình không dùng. Rồi. Thôi chúng ta bắt đầu trận đánh. Mình chưa biết quân nó bố trí như nào. Để xem nữa nhỉ. Còn bố trí hai đội cung thủ ở đây. Vậy thì có nghĩa là chúng ta cứ cho mắt snap tiến lên tí nữa. Mình sẽ tắt fire wheel này. Đánh fire wheel nguy hiểm lắm. Nó sẽ tốn đạn. Không cần thiết. Vào đội cận chiến thì cũng tiến dần lên luôn.
Các bạn nhìn map của Sugen 2 là thấy đẹp không? Bản đồ nó đẹp không? Đồ họa cũng rất đẹp đúng không ạ? Rồi. Nó có cái gì đó gần gũi với chúng ta bởi vì nó cũng thuộc Á Đông mà, nên là anh em xem thì có thể thấy nó khá là. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ loạt tên phá phản lực đầu tiên. Ôi dồi ôi. Và một loạt đạn đầu tiên. À, các bạn nên cho một đơn vị ít nhất là phải có vài đơn vị phá phản lực để các bạn có thể nói thế nào nhỉ? Công thành đầu tiên, áp chế đầu tiên, nhất là những tường thành nó chưa vỡ nhé. Đây nó vỡ rồi đã đỡ, nó chưa vỡ mà các bạn không có lính công thành là các bạn hơi vất. Rồi tiếp đến bắn mấy thằng công tên bên này để loại bỏ bớt lực lượng công tên của chúng nó. Và mấy thằng Lisa thì trận này sẽ có nhiều việc để làm hơn. Vào tầm bắn của cung tên nó chưa? Từ đó không kiểu chết đấy. Xa lắm rồi. Mấy thanh niên đứng đằng sau này thì ăn no đòn. Đây này, đây là đội hero của nó này. Đây là nữ, đây là nữ Samurai. Vừa có thằng nó vừa bay qua mặt mình. Phá phản lực mà nó bắn ấy thì có giáp rời cũng chết các bạn ạ. Nếu nó bắn trúng vào thì có giáp thần cũng chết. À, mình nghĩ là đội quân thủ tiến ra đây thì hay hơn. Nó chết cũng khá khá rồi. Nếu mà chúng ta có chơi các cái không phải là Otomo mà chúng ta chơi các cái gia tộc khác, chúng ta sẽ có đội mốc cung thủ bắn tên. Thì khi đó chúng ta có thể bắn rất tuyệt vời luôn. Tại sao? Bởi vì là đội đấy nó có tầm bắn 175, nó nghĩa là xa hơn tầm bắn trung bình ở các cung thủ khác 25m. Các cung thủ này chỉ có tầm bắn 150 thôi, riêng thằng đấy nó có tầm bắn. Ôi nó bắn mình lát quá. Ôi một loạt tên gần dẹo rồi. Tất nhiên là đấu tên này thì nó cũng chết và mình cũng phải chết. Chính thẳng. Tranh thủ lúc bọn cung tên đã bắn nhau thì mình phải cho mấy thằng đi ra. Ôi, không trèo được, đánh quân trên này. À, nó cũng không làm gì mình đâu. Đi ra nó tiến vào đây. Chuyển sang chế độ ẩn nấp đã thì mới tiến được. Tàng hình. Phải tàng hình rồi mới tiến vào được. Mấy anh này tạm thời mình dừng bắn. Khi cung thủ đã áp sát rồi thì không cần. Rồi chứ nó bỏ chạy rồi. Bắn vào đây. Còn mấy thằng cung này. Nó đang điều các đơn vị cung tên khác xuống đấy. Đội cung thủ chúng ta đứng đây, sẵn sàng chờ địch. Đội cung tên của nó đang xuống rồi. Ok.
còn có 3 thằng không tên nữa. Vẫn cứ chết à? Trời ơi. Samurai à? Cứ cho công thủ giải quyết trước đấy, đừng vội vàng. Không việc gì phải vội vàng. Ôi, mấy thằng công thủ bắn dã man quá. Giải quyết đội cung này nhanh. Ai đi ra rồi, chạy ra đây. Mất mình quên mất, mình để mất hết mất cái tàng hình rồi. Thôi không sao, diệt bọn này cho anh. Leo luôn, xử luôn mấy thằng tên trên đấy cho anh. Đối với ninja thì leo tường là một nghề. Vâng. Nó có mấy đội cung thủ trên này bắn giết rồi đã. Rồi. Mấy anh phá phản được rồi, bắn vào đây. À, nó thấy bị đánh, nó bắt đầu rút quân lên trên thành trên rồi. Rút làm sao được. Ra này không ném được đạn nữa. Khử đội cung thủ nó cho anh. Thừa sức luôn. Dăm ba cái thằng cung thủ này tuổi gì mà đấu được với Linh ra. Úi bay như khi luôn. Rồi. À, nó đang rút dần quân vào đấy. Chạy nhanh lên xem nào. Rồi. À. Katana Samurai cũng vào đây rồi. Kinh nhỉ. Bỏ mẹ Katana Samurai thì chém đau lắm. Chắc ăn được. Ăn thằng chào hết lên chưa? Đi ra chào hết đây nào. Nhưng mà nó vẫn đang tiếp tục đưa quân vào. Niigata Samurai rồi, tiến nhanh. Chết bỏ mẹ. Chết mấy thằng không tên mình, à mấy thằng Samurai mình bây giờ. Cung thủ ra đây. Sẵn sàng yểm trợ kỵ binh đâu, tiến vào. Ăn được nhưng mà ủa nó đang bổ sung quân đông quá. Lã tên ẩm mỹ cho anh. Rồi đội kỵ binh. Đội kỵ binh rồi, nhanh ra đây. Được.
chà. Úi dồi ôi. Thôi mấy thằng Mastok này dừng bắn đi. Anh sợ chúng mày bắn chết hết quân mình. Our general is in grave danger, my lord. Hai thằng kỵ binh này nữa, ra đây. Nhanh, bảo vệ kim ra. Kim ra một mình xông lên trên này. Rồi, công thủ bắn yểm trợ được. Nhanh, tiến vào. Đúng rồi. Xỉa cho nó từ đằng sau lưng, chúng nó chết này. Ủa, ninja mình chất thế nhở. Ninja mình là cân tim chứ. Chính ninja mình cân tim. Đội công thủ có thể dừng bắn được à? Rồi. Thực ra trận này mình cứ để cho công thủ nó bắn hết tên rồi bắt đầu mình cho lính cận chiến vào cũng được, nhưng mà đánh thế thì nó lâu quá. Đánh thế thì nó rồi, chúng nó dẹp hết rồi. Trận này chiến công lớn của Linza luôn. Trong khi các đơn vị khác còn chưa thấy đâu, Linza nó đã trèo vào tường rồi. Ai da, ai da. Xong chưa? Đây là những trận nếu các bạn muốn đánh đó. Đây là cách để chúng ta có thể giải quyết những cái tường thành cấp cao. Lên ra cứ tiếp tục trèo vào. Bạn có thể thấy rằng là lên ra mà cho trèo tường thì rất là hiệu quả, đúng không? Rồi. Chúng ta thương vong khá nhẹ thôi, mất có 179 đồng chí mà cũng đã giành chiến thắng rồi. Công thành cấp cao như vậy mà chúng ta chỉ với cái thương vong như vậy là chấp nhận được. Rồi, những cái này sửa. Cái tỉnh này có công trình gì đặc biệt không? Matsuke này. Tỉnh này chuyên để chiêu mộ Matsuke. Mày vào đây chị An tí đi. Tỉnh này cộng 6 à. Xem cộng mấy à? Còn cộng 2. Rút ra chắc mà chưa được. Trời, thằng này xuống đây là êm. Êm à. Mitsuke. Vào đây. Đây. Rồi. Mấy tỉnh này êm à. Ok. Không phải lo lắng đến mấy tỉnh này nữa. Chúng ta đang tiến với một cái tốc độ có thể nói là cực kỳ thần tốc. Và chúng ta có 53 tỉnh rồi, chúng ta chỉ cần 7 tỉnh nữa là chúng ta hoàn thành chiến dịch này. 7 à? 1 2 3 4 5 6. Một tỉnh này nữa là xong. Xây cái nhà thờ, nâng cái này lên để có thêm nhà linh gia. Nó có thằng tướng đây à? Ám sát tướng của nó cho anh. Nhưng có thằng tướng nào ra ám sát thằng tướng đấy. Còn trên này thủ đô. À, nó ám sát mất thằng tướng ra ở mình chỗ này rồi.
Chết hay là về thành dưỡng sức nhỉ? Về thành dưỡng sức à? Ồ, về thành dưỡng sức thì bây giờ làm sao mà chạy sang kịp được? Họ chả cần. Còn một thằng tướng ở nhà nữa, vừa mới sinh ra. Thằng này là vừa... Wow. Vừa mới sinh phát đã 22, 5 chấm luôn rồi. Trung thành 5 chấm luôn. Thằng này thì có thể bổ nhiệm cho nó thôi. Kiếm này, đồng tiền nó rồi bắt, không có rồi, búa có rồi. Hết rồi. Có chức gì để bổ nhiệm nữa rồi. Mà nó cao thế cần gì để bổ nhiệm. Lực lượng điệp báo viên của mình ở đây vẫn còn dày, thoải mái. Ba ám sát viên, ba thằng chuyên ám sát ở đây. Bốn thằng luôn. Cả gây xa nữa là bốn. Mesuke ở đây. Đây có thằng đi ra nữa. À, Mesuke à. Bọn chúng vẫn đang tiến triển khá tốt. Đây, một thằng kim gia nữa ở đây. Thằng này chiếm được. Đâu à? Quân nó ở đây à? Mua thêm ít quân nữa đi. Anh công mày phải nhiều quân anh mới sướng. Ít quân nhiều khi không sướng lắm. Rồi tuyên sau chúng ta sẽ đánh nó. À, tao vừa nhìn thấy một cái thuyền của chúng mày lượn lờ ra đất của tao. Nhưng mà thuyền của nó đâu có chở quân. À, à. Đánh phá tỉnh của mình à? Chặn đường biển của mình. Đây, nó đánh phá chỗ này. Ủa, cái tỉnh này cả biển nó tít ở đây. Thằng này phải không? Tướng thôi. Nó chỉ có tướng thôi. Mày chết. Ám sát cho anh. Mình chỉ thích xem em cây xa này anh đi ám sát thôi. Em này ám sát thì rất là hiệu nghệ. Ối giời. Nhưng mình nhớ không nhầm thì Kaisa thực ra nó là kỹ nữ, nó chuyên mua vui cho các samurai cơ mà nhỉ. Tại sao nó lại trở thành điệp viên ám sát được nhỉ? Chết rồi. Ối giời. Ngọt như mía. Cái quạt này thật là nguy hiểm. Rồi. Ôi, nó toàn lính đánh bom. Vậy mà dám láo với anh. Tỉnh này chưa trị an được. Đương nhiên là chưa thể trị an được. Miễn thuế phát là xong. Tỉnh này êm rồi. Tiến sao đây? Nâng cái nhà Nesuke Alinda lên cấp nữa là ổn. Thằng này dám phá nhà anh. Mày dám phá nhà anh. Tướng cấp 4. Đây rồi. Nó đẻ thêm ít quân nữa rồi đúng không? Đánh thế nó mới bỏ. Rồi. Cản lý trong thành nữa. Vâng, lại một trận công thành với tốc độ tường thành rất cao nhá. À, tường này thì cũng có 2 tầng thành. Để mình xem đánh kiểu gì. Cả ba cánh quân của mình đều đang tiến quân rất là vũ bão.
cái tốc độ tiến quân như thế này thì quân địch chắc là không có nhiều cơ hội để có thể chống đỡ được. Thực ra mình không cần nhiều quân lắm đâu mà. Đấy, các bạn có thể thấy rồi đấy, mình chỉ duy trì được cái lực lượng quân rất là mỏng thôi. Chỉ khoảng 3 quân đoàn thôi, còn lại là vài cái đơn vị gọi là đi trị an là chính. Cũng không đông quân lắm. Đấy, các bạn không cần phải phát triển quá nhiều các cái đơn vị quân đâu mà. Thành này thì hai lớp à. Rồi. Trận này à. Đây có một cái chòi canh. Đầu tiên là phải phá cái chòi canh trước bạn nhỉ. Chòi canh có hai cái. Phá một bên thôi, không cần phá hai bên. Mà đứng chỗ nào chứ nhỉ? Phải có lối vào chứ. Đây, nó vào đây nhưng mà mình phá đây thì nó chơi hơi oái oăm ấy. Tháp canh một bên thì cổng vào một bên. Ok. Đội cung thủ đứng ở đây để còn yểm trợ tiến vào hướng này, cổng thành ra kia rồi. Đi ra. Trận vừa rồi mình hơi mạo hiểm, mình cho Linza tiến nhanh, mình đánh thử đánh nhanh một tí. Nếu không mình cứ cho cung tên rỉa để gầu hết cận chiến cho nó rồi bắt đầu mình cho Linza vào leo tường vào để giải quyết phát cuối cùng, nhưng mà muốn đánh nhanh một xíu. Rồi cho mấy thằng Max Knock để nó phá cái tháp canh trước. Trong khi đó thì các đội đơn vị này thì cũng bắt đầu tiến dần lên. Tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên. Đẹp mà giờ. Linza nó rất là chất ấy. Rồi xong rồi. Mấy thằng Max Knock này nó giải quyết xong. Bỏ Fight Will cho anh. Xem cho nó bố trí quân như nào đã. Cung thủ đứng hết ở đây à. Thế mày ngu học rồi. Tranh thủ lúc cung thủ nó đang triển khai ở đấy thì mình triển khai cung thủ mình tiến lên đây luôn. Nó không kịp dàn quân ra thì nó chết. Ligata Samurai. Thằng nào dàn cung thủ trước, thằng nào dàn cung thủ trước thằng ấy lợi thế hơn các bạn ạ. Dạ. Max Knock ra đây. Đừng tiến vào gần quá kẻo chết. Đi ra. Tiến vào đây. Sẵn sàng. Cung thủ của nó vẫn đang đứng ở chặn ở cổng này, nó sợ mình bắn ở đây à? À thế thì mấy thằng này. Mình nghĩ cung thủ cứ cho tiến lên gần hơn tí nữa được. Bởi vì lực lượng cung thủ chính của nó vẫn đứng ở đằng kia. Không chịu cho quân ra đây thì ông cho mày chết luôn. À,
bắn gọn cung thủ này của nó trước này. Bắn vác cung thủ ở đây. Lên ra rồi, lựu đạn rồi. Cung thủ. Trận này Mass Knock nó còn chưa đánh đấy. Cung thủ trong thành là nó bắn kìa. Rồi, mấy thằng Mass Knock rồi. À, tiến nhanh hết nhỉ. Phá cái trò này cho anh. Nó đang tiến vào đây này. Trời ơi, đúng rác này. Mày cứ đúng rác này. Ôi, bọn cung này nó bắn tầm xa, nguy hiểm ghê. Bắn này chết mất đội ninja của mình mất. Không được rồi. Ninja rút tạm ra ngoài đã. Đội cung thủ tiến thêm một xíu nữa. Bắn được mọi cung thủ tầng 2 này của nó là được. Ôi, chúng nó rút hết vào tầng trong rồi này. Phun vãi, chúng nó bỏ tầng 1, nó lên tầng 2 hết rồi. Khôn nhỉ. Bỏ tầng 1 lên tầng 2 à. Bắn bọn này cho anh này. Khử mấy đội cung tên của nó trước đã. Thì bắt đầu mới cho ninja áp sát và ném lựu đạn được. Úi giời. Đấu cung này. Đấu cung với anh à. Mass Knock. Mấy thằng Mass Knock đầu tiên vào đây. Sắp có việc chúng mày làm đấy. Katana Samurai của nó đang chạy đến à. Rồi, cứ bắn bọn cung đã. Cung thì phải đấu cung đấy. Kệ bọn giáo để sau. Thì bên này nó toàn lính giáo thôi. Được. Cho linh ra triển khai ra đây được rồi. Nikata Samurai tiến vào đây, chặn cổng rồi ạ. Đội cung thủ ạ, dàn hàng sẵn ở đây cho anh. Mass Knock rồi ạ. Mass Knock phá cái tháp canh cho anh nào. Bắn kiểu này là nó sẽ xuyên một loạt tường thành ở đây. Lợi thế của pháo phản lực nó bắn tầm rất xa.
cố gắng diệt bớt quân nó đã. Rồi mới cho quân trèo vào. Rồi. Cung thủ nó còn rất nhiều tên. À, General has fallen. Từ nó chết à? Úi dồi ôi, vỡ tường thành. Thôi được rồi, bình tĩnh. Ra đây mà. Sang đây. Làm nhiệm vụ tương tự với cổng bên kia. Uầy, phát lổ phải chết bao nhiêu quân luôn. My lord, a glorious victory will soon be yours. Pha dội tên từ đằng sau lưng thì chết cơ số luôn đấy. Ta ném lựu đạn rồi. Các bạn thấy đánh kiểu này nó an nhàn lắm, nó không vất vả. Ô kìa, bắn. Phá tiếp cái cổng này để cho anh em còn có thể tiến vào. Cho cung thủ nó giải quyết bớt bọn này nữa. Chưa đạt được tầm bắn à? Vô lý nhỉ? Bắn cái này trước xem nào. Cạnh của nó. Rồi. Phá cổng. Phá cổng này thì anh em mới vào được. Úi dồi. Hai mươi tám phần trăm. Vẫn còn địch, vẫn còn đông. Địch vẫn còn đông quân lắm. Rồi. Cho nó ra đây xong rồi cho nó fight will xem nó làm cái trò gì. Mấy thằng Niigata Samurai đứng sẵn đây ăn hàng. Ôi được cả mấy ông ninja ném lựu đạn này. Thành nó cháy hết rồi. Cung thủ vẫn còn nhiều tên quá nhỉ. Đánh tiếp bây giờ phí. Cho linh ra. Cho tường. Niigata Samurai tiến vào. Tường của nó lát bươm rồi. Fight will. Có gì bắn đấy. Đi ra tường này, tường thấp mà trèo tí lên nơi tường cao anh còn chơi được. Tiến vào đã. Cho trận đấu tay đôi giữa Linza và Samurai xem phát nào nhỉ? Thứ nào, chào luôn tường này, không cần phải đi qua cổng. Cổng nó là nghề làm việc của mấy thằng Samurai thôi.
còn anh em ta là cứ phải trèo tường. Mẹ, mấy thằng phá phản lực lại bắt đầu bắn rồi. Thôi tắt. Rồi. Ninja không cần. Xung phong cho anh. Xung phong cho anh. Úi ai chà. Mày. Úi dồi ôi. Xung phong cho anh em cứ bảo là ninja thì không có cửa đấu với samurai, đâu có phải thế. Quan trọng mình phải lên đồ, phải lên giáp vàng cho ninja thì nó mới mạnh được. Ninja lên giáp vàng nó sợ gì samurai. Ái da, ái da, ái da, ái da. Úi dồi. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Úi dồi, pha kết liễu rồi. Bao đẹp. Úi dồi. Úi dồi. À, 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 à. Ai da, ai da. Xong rồi. Úi dồi. Ai da, ai da, ai da, ai da. Ai da. Thanh niên này được, thanh niên này được. Thế này được. Mày. Rồi. Ủa. Ok ok ok, thanh niên này bị ngã này. Bò dậy. Ai già, rồi nó quyết tử phết đấy chứ nhỉ. Rồi.
Ây à, mặc áo giáp lưới hẳn hoi nhá. Ôi, chết có 71 đồng chí thôi. Một trận công thành mà quân số gần gần bằng nhau mà chết có 71 đồng chí. Rồi, gia tộc đó cũng đã bị tiêu diệt. Rồi, xây nhà thờ nhà Linh Gia là ổn. Tỉnh này à... Tỉnh này à... Ủa, chị An Ca Vũ Chỉ. Công luôn thằng này. Cái trận easy này thì chúng ta auto chiến luôn. Chưa chị An được à? Cho một thằng điện sang đây. Chưa chị An được à? Tỉnh này ui giời, dương cao lắm. Thoải mái đi, cho hết mấy thằng này sang đây. Dương 13 cơ mà. Thoải mái. Rồi, tỉnh này thì sửa chữa lại là xong. Cho mấy thằng thầy tu nó vào, nó đứng trong này phát thì êm ngay. Khóa đi, nhà Linh Gia thì để lại. Quả là mình có nhìn thấy mấy cái thuyền. À đây rồi. Mày chết à. Hết rồi, chúng ta đã kiểm soát eo biển đến tận đây rồi. Sửa mấy cái thuyền này cho anh. Nếu mình không nhầm thì đây là cảng của mình rồi. Khu vực phía dưới này thì thằng này lượt sau nó sẽ ở đâu rồi, xây nhà, nhà thờ, nhà Metsuke thôi, còn lại để chấm được. Tỉnh này chị An, ồ rất cao 21, có nghĩa là chúng ta có thể rút quân đi được rồi. Rồi, quá là đơn giản. Hủy hay quá, hết tiền. Tỉnh này chị An à, cộng 3 rút ra được. Tôi đón cháu đây. Cộng 6 đều phải cho sang đây. Hay quá. Cộng 3 cho ba thằng này đi trước. Cộng 6 không miễn thuế nữa. Rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Và... xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Ui dồi ôi, chúng nó còn phải lo chống bạo loạn đây. 56 tỉnh rồi, 4 tỉnh nữa thôi. 4 tỉnh nữa à? 1 này, 2, 3, 4, xong chiến dịch. Không cần phải đánh thằng kia. Thế giới chỉ còn 2 thằng. Thế giới chỉ còn 2 thằng. Tono, go mei reo. Otsukai shimasu. Otsukai shima. Hai, Ue-sama. Hai, Ue-sama. Mẹ nói chung nó chặn, chặn như này làm sao mình tiến lên được. Không có thuyền Tây đi ấy, bảo hộ thì làm sao mà đánh được. お疲れ様です。 Đúng, cái trên này thì khả năng là nó không tiến được. Nó cũng
phải tiến cái đường này, đi qua rừng này, ít có khả năng là tiến đi qua rừng nhỉ. Yeah.